Người học thiền tông sống nghề gì thì cứ làm nghề đó mà phải tuân thủ quy luật nhân quả của nơi trái đất này. Vậy người sống như thế nào thì đúng với luật nhân quả? Bây giờ nói thế giới này mình làm cái gì nó cũng bị nhân quả hết, không có trúng luật gì trở nên. Có nghĩa là thế giới này mình làm cái nghề gì cũng được, nhưng mà nếu muốn về Phật giới phải tạo công đức. Nên nhớ rằng mình sống thế giới này làm hành cử chỉ, hành động, suy nghĩ đã là bị nhân quả rồi. Nhưng mà thoát ra nhân quả này là ai thực thi? Là do ông thần. Mà khi mãn cuộc đời của mình rồi, mình có công đức, ông thần dám thực thi nhân quả không? Là tự mình giải thoát mình về. Nhưng mà vượt về mình phải hiểu công thức. Thì công thức là khi nào mà quyền ký của Đức Phật công bố ra mới hiểu được công thức. Chứ thế giới này làm cái gì nó cũng bị nhân quả hết. Bây giờ nói thiệt á, bây giờ anh buôn bán, nếu mà nói là 10% là lỗ, thấy không? Thì có lúc nào ế lắm sẽ bán là 10%, còn phải lên 20-30% là bị nhân quả. Nhưng mà cái đó thế gian không cần. Có nghĩa là khi nào tôi muốn về Phật giới, thế gian này làm cái gì cũng được, nhưng mà điều mình tạo cái phước dương thì cái phước âm nó không có chi phối mình được, mình hưởng phước dương. Còn mình mà tạo gì ác đức hay phước đức gì cũng được, nhưng mà khi đã về Phật giới có công đức, tôi về đây là âm dương trả lại cho thế gian này, nó không thu về vậy đó. Còn người ta nói thì mình ở thế gian này làm gì thì cứ làm cái chuyện đó, nhưng mà làm một cách đàng hoàng vậy thôi. Chứ sự thật của mình, giờ mình nói mình hù nói là nó làm cái gì cũng nhân quả, người ta yếu á, mấy người ta tin không tin sâu, ta bỏ không được, ta hoang mang. Mà khi thiền tông nó nói ra rồi á, trên thế gian này nó có lực âm dương, âm dương nhiều thì đẩy ra khỏi trái đất, âm nhiều ở trái đất, công đức nó đẩy ra ngoài trái đất, anh phải đi ra đó. Đi ra nhưng mà phải biết cái công thức. Khi nào quyền ký công bố ra, cái pháp môn thứ sáu được công bố ra thì mới biết đi ra. Chứ trước công bố quyền ký có ai dám tuyên bố về Phật giới không? Bây giờ nhiều ông thầy tu 50 năm hỏi giác ngộ gì hoàn toàn không biết. Làm sao đây? Chữ giác ngộ thôi. Và nhiều ông thầy tu từ 15-20 tuổi mà tu tới 90 tuổi hỏi giác ngộ gì không biết. Làm sao đây? Nó khó là khó đó. Bây giờ ông Phật ông nói khi nào quyền ký công bố ra thì cái giác ngộ giải thoát người ta mới hiểu được. Vì thế mà mấy cái cốt chuyện mà vua Lương Võ Đế tưởng đâu cất chùa lớn rồi đổ tăng nhiều là có công đức, ổng không hiểu. Mà khi nói thật ra thì ổng chửi rồi, ổng chửi ông Bồ Đề Đạt Ma liền, thấy không? Mà nói đúng ra đó, ông Bồ Đề Đạt Ma là cũng thử thôi, chứ sự thật mà ổng cắt nghĩa chi tiêu chùa Tân Diệu thì chắc lẽ cũng không chửi được đâu. Có chửi ban đầu rồi lúc sau cũng nghe. Và có nhiều người đó, nhiều người muốn đi tới chùa Tân Diệu để nghe, đã tu lâu năm. Tôi nói muốn đi thì làm ơn, không có mặc áo. Tôi không có tiếp riêng nha, lại đây muốn làm vậy là muốn nghe chứ tôi lại đây không có tiếp riêng. Muốn hỏi gì trong lúc tôi nói đó, thì muốn hỏi gì thì hỏi. Chứ hoàn toàn tôi không tiếp riêng. Nên nhớ một cái điều, bởi vì tôi cũng ngại cái với mấy ông thầy tu, tôi không dám. Bởi vì dù muốn không mà tôi lấy thấy ổng tôi phải xá luôn, chứ tôi đâu dám nói gì.